Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái sản phẩm khá là đặc biệt của Linksys, của Cisco. Đây là một cái bộ mở rộng, chúng ta gọi nó là extender. Nó đóng vai trò mở rộng cho cái mạng wifi của chúng ta. Bình thường thì ở nhà bạn có những cái điểm mà chúng ta không thể vào được mạng wifi, thì cái bộ mở rộng này sẽ đóng vai trò nó mở rộng ra, giúp cho chúng ta vào được ở bất cứ cái địa điểm nào trong nhà, ở những nơi mà nó có khả năng bắt sóng được. Thì cái bộ mở rộng này hoạt động như thế nào? Nó sẽ thu lại cái sóng từ cái router của bạn, nó thu trực tiếp và sau đó nó sẽ phát lại. Nhưng mà nó phát lại thì nó đóng vai trò như là một cái router luôn, nhưng mà nó là router phụ, tức là cái mạng của bạn nó vẫn y nguyên như vậy, cái password cũng như vậy, chúng ta không phải nhập gì hết và tất cả chỉ là đều là tự động hoàn toàn luôn. Khi mà mình thử nghiệm thực tế thì cái router này nó mở rộng cái phạm vi phát sóng của cái router cũ lên gần gấp đôi. Tại vì nó cũng sử dụng cái anten đa tần MIMO y như là cái router cũ. Tuy nhiên thì cái băng thông của nó không được cao, chỉ là 150 megabit trên giây. Ở mặt trước thì mình có một cái logo Cisco có những cái đèn báo hiệu. Những cái đèn này sẽ đóng vai trò báo cho bạn là nó đang hoạt động hay là đang thiết lập gì đó. Khi bạn cắm lên thì nó sẽ có màu sáng, màu trắng nhấp nháy. Cisco họ sử dụng cái vật liệu sần giúp cho nó không bị chảy. Khi mà mình cầm, mình để trên bàn khoảng mấy ngày nay, mình cũng mang đi lung tung thì nó không chảy, nhưng mà nó lại bị bám vân tay. Đây là cạnh dưới. Cạnh dưới thì bạn sẽ có một cái cổng Ethernet. Khi mà bạn cắm cái sợi dây Ethernet này từ cái router, từ cái bộ mở rộng này vào trong cái máy tính mà không có wifi thì nó sẽ trang bị mạng cho cái máy tính đó, cũng như là chúng ta sử dụng những cái TV Ethernet thì cũng tương tự như vậy. Nó có cái đèn để báo hiệu nó đang hoạt động. Ở trên đỉnh máy thì chúng ta có một cái nút WPS. Với những cái thiết bị mà hỗ trợ WPS, ví dụ như hầu hết các điện thoại Android, một số cái máy tính, thì bạn cũng không phải nhập password, bạn chỉ bấm nút WPS ở đây, mở WPS ở trên thiết bị, hai cái nhận ra nhau và xong, chúng ta không phải nhập mật khẩu gì hết. Có nút reset. Ở mặt dưới này thì chúng ta có cái phần nguồn, mình rút ra thì có thông tin về serial của máy, về địa chỉ MAC address và các thông tin về mã của WPS. Đây là cái phần nguồn. Cái phần jack cắm nguồn này là jack cắm số 8 tiêu chuẩn, tức là bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái sợi dây khác nhau để nối dài. Khi mà bạn lắp cái extender này như thế này thì nó sẽ tiêu tốn mất diện tích của một cái lỗ cắm. Nếu mà bạn không thích thì bạn có thể dùng một cái sợi dây rất là bình thường thôi, bạn cắm vô đây. Ngay cả cái cục sạc của iPad hay cục sạc máy tính Mac nó cũng dùng cái đầu này, bạn cắm cái đầu nhỏ đó vô và bạn cắm trực tiếp vào trong cái ổ điện luôn, không có tiêu tốn diện tích của một cái lỗ cắm như là cái cục của Cisco tặng kèm. Điều này đồng nghĩa với cái việc cái cục extender này nó hỗ trợ, nó tích hợp luôn cái cục nguồn bên trong, chúng ta không phải sử dụng nguồn từ bên ngoài nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn.